đứng ngay đường đèn xe lửa. Thì chị Long ở nhà ha. Nó đường phường Minh Đông luôn. Mày gọi nhắn cho luật sư. Để nhắn cái địa chỉ trên đó qua cho. 2.000 người đang xem live stream cho xin được like một chia sẻ của chị, chia sẻ thật mạnh lên để cô chú chị cổ vũ cho chị Hồng Loan, bảo vệ chị Hồng Loan nha. Em coi mình thấy cái buổi làm việc diễn ra rất là nhanh, nhanh của chú chị diễn ra khoảng hơn 30 phút thôi. Bên phía kia thì họ đi. Anh Lý Thế Xuyên đó, chị Nam Lâm á, anh Lý Thế Xuyên. Anh Lâm, cô Sáu hay là cô Lâm? Anh Loan, cô Lâm. Nam Lâm, Lý Thế Xuyên là phường Lý Tông. Như là bây giờ tiếp tục là qua phường Linh Đông á, đi lên phường đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Alo. Hả? Cô Sáu với chị Lâm đã về rất nhiều khán giả. Một số anh em là khởi không. Chị lên phường á chị Loan. À, đối diện 55 Lý Thế Xuyên là phường Linh Đông không chị? Bây giờ chị Loan sẽ ngồi trên xe của anh luật sư luôn nha. Anh luật sư luôn. Đó. Quay cô Loan. Nãy ăn rồi. À, nào rồi. Trời sao mà có mình lo miếng gì vui lại chưa luôn. Hôm nay chị đi không có đi cùng mà chị lo hả? Có, chị đi ngoài kìa. Ngoài hả? Ồ, bây giờ tưởng là chị đi không đi cùng chứ. Xích vô mấy anh em ơi, xích vô sự gì lo xíu đi cho vui vui. Xích qua cho xe tao biết chị kèn ôi. Để cho xe mấy chú đi. Lâu lắm rồi chị lo đó. Chị lo lắm. Chị lo đi ở nhà ha. Đây một cái hàng xóm của cậu xưa đó nha. Đây chị Loan đi cả nhà ha. Bây giờ mấy anh em mình phải theo chân của cô đi tập luyện. Mình đã đi rồi. Đi xe S3 bên cơ quan nhà nước, bên viện kiểm soát nhà, bên tòa án. Thì thẩm định rất là nhanh cả nhà ha, trong vòng khoảng tầm nửa tiếng hồ thôi. Bây giờ đang lên trên phường để xác nhận một số giấy tờ liên quan đến buổi hội thảo hôm nay ở nhà ha. Và chúng em đang cập nhật thông tin liên quan đến diễn biến của hôm nay, thì mời cả nhà có đón xem tiếp tục nha. Và anh em cũng sẽ đi lên trên bên phường lên Đông để cập nhật tiếp tục diễn biến của hôm nay hết cả nhà ha. Rất là tuyệt vời khi hôm nay một buổi thẩm định diễn ra, rất là nói chung trong khung cảnh là cũng im ắng cả nhà ha. Nói chung là không khá náo nhiệt ồn ào như những lần định vừa rồi. Được sự bảo vệ trật tự địa phương của địa phương, giống như bên phía công an và một số anh em cũng đang làm việc một cách tập trung để đưa tin cho cả nhà biết về vụ thẩm hôm nay. Hôm nay là không đo đạc gì hết, là chỉ căn cước trên giấy tờ thôi. Chị Ni đang đợi phía trước, còn luật sư Ngọc thì hôm nay không có đến tại thẩm định hôm nay, mà đi đó là luật sư ăn và đồng nghiệp của anh, của ba người cả nhà. Đây là cái đường dẫn ra ngoài phía đi về, và chúng ta sẽ đi lên phường Linh Đông để xem có gì mới rồi cập nhật cho nhà cùng theo dõi nhé. Dẫn bán bình thường nha. Dẫn bán bình thường nha. Dạ, dạ, ngồi dạ, ok. À, bữa nào cái anh em mình xuống anh ủng hộ ha. Giờ lại luôn đi chứ. Dạ, xin chào cả nhà nha. Hiện tại em đang thấy có xe của luật sư đang đi vào khu đất cả nhà.
Hôm nay là buổi cũng khá là mưa nên đường đi vào nó hơi sình lầy cả nhà. Đây xe luật sư đây. Bây giờ là khoảng gần 9 giờ cả nhà, thì sẽ diễn ra buổi thẩm định đất tại chỗ thẩm định đất khu đất của Hội Chị Hồng Loan ở phường Linh Đông, Thủ Đức. Đây cả nhà, xe luật sư đây. Xe của luật sư Ngọc cả nhà. Chào năng luật sư Trọng Anh. Wow, đi cùng thêm mấy anh nữa hay chứ. Xin chào cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì buổi sáng hôm nay mình có mặt trực tiếp tại khu đất 2000 mét vuông nơi mà sẽ diễn ra buổi thẩm định đất tại chỗ của bên phía tòa án và công an khu vực thẩm định phía đất nhà của chị Hồng Loan. Theo như đơn kiện của cô Sáu kiện Hồng Loan về việc tranh chấp tài sản tại mảnh đất này. Thì trước đó là có buổi thẩm định đất tại căn nhà số 5 là địa điểm, thì mọi việc đã diễn ra rất là tốt đẹp. Và bên phía của cô Sáu cũng đã dọn một số phần đồ trong gia nhà đi ra khỏi nhà của Hồng Loan tại số 5 là địa điểm. Và hiện tại thì bên phía cô Sáu và chị Hồng Loan cũng đang chỉ được đến đây đến để làm việc trực tiếp hôm nay một buổi thẩm định đất diễn ra tại khu vực đất này. Và hiện tại thì mình cũng đang đứng tại vị trí đất mà nơi mà ngày xưa lúc nghỉ ngơi thì cố nghệ sĩ thường về đây để có những buổi thư giãn sau những ngày lưu diễn mệt mỏi. Đây là vị trí còn sót lại của khu đất, hình ảnh một cây sung rất là quen thuộc. Cây sung này thì tất nhiên cô chú và bạn cũng đã biết trong những lần video quay về khu đất này trước kia còn cái nhà, thì cô nghệ sĩ thường có thấy hình cái cây sung này hoặc có những cái chuồng gà xung quanh cây sung này cả nhà ha. Nó rất là thư giãn, rất là thoải mái, một khu vực rất là yên tĩnh, một khu vực nằm gần phía bờ sông Sài Gòn. Đây là vị trí của cái bức tường còn sót lại, bức tường mà ngày xưa chúng ta thì thấy trên hình ảnh video, nó bức tường để phân định ranh giới giữa các khu đất lân cận. Nó trải qua rất nhiều năm, bức tường nó cũng là hao mục rồi ha cả nhà. Thì quay cho cả nhà cùng xem. Thì anh em cũng đã làm rất là nhiều video về mảnh đất này rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ được gặp chị Loan trực tiếp tại khu đất này. Đây là lần đầu tiên và chúng ta sẽ được gặp chị Loan tại khu đất này thôi. Chứ chị Loan đến đây rất là nhiều lần rồi. Lần đầu tiên thì chúng ta sẽ được trực tiếp thấy được chị Loan gặp tại đất này. Và trực tiếp gặp cô Sáu, nếu cô Sáu hôm nay có đến. Theo nguyên tắc thì cô Sáu là nguyên đơn thì phải đến vào ngày hôm nay để cùng với bên phía tòa án, bên phía viện kiểm sát và bên công an khu vực chứng kiến xem vị trí hiện trạng của đất này có đúng thực tế hay không, có đang tranh chấp hay không, có đang bị những đề xây dựng trái phép hay không. Thì căn cứ vào quy định đó thì bên phía tòa án và bên phía công an địa phương sẽ có những cái văn bản, những cái biên bản ghi nhận, ghi nhớ lại vào ngày hôm nay. Và chúng ta cũng đang chờ đợi phía bên cô Sáu và phía chị Hồng Loan đến để có những thông tin chia sẻ về buổi làm việc hôm nay. Cũng như ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với phim trường để xem chị Hồng Loan có những cái bài diễn đầu tiên trong loạt series về một bộ phim cuộc đời của chị Hồng Loan và được quay và đang sắp phát hành trên những kênh nền tảng xã hội YouTube, TikTok hay là phát trên Facebook và trên truyền hình đó cả nhà. Và đây là xung quanh khu đất mình đang cập nhật cho các bạn xem. Hôm nay thì anh em đến đây trực tiếp luôn cả nhà, đến trực tiếp để quay khu đất này cho cả nhà cùng xem nhé. Và đây vị trí còn sót lại của một cái căn nhà. Ngày xưa thì chúng ta thấy được cái hình ảnh đất này trên những video thì chúng ta thấy được căn nhà.
Và hiện tại thì căn nhà này cũng không còn nữa cả nhà. Và hiện tại là cỏ mọc tùm, xung quanh là chỉ còn lại là gạch đá và còn sót lại những cái mảng tường màu xanh. Những mảng tường này thì nó khớp với cái hình ảnh mà ngày xưa cái ngôi nhà này là có nha. Đó, một ngôi nhà rất là đẹp. Một ngôi nhà nằm tại vị trí ven sông Sài Gòn. Trước là một cây đề cả nhà, cây đề cây đa nha. Ở bên hông là còn sót lại những cây xanh thôi. Đây, quay cho cả nhà cùng xem nha. Thì kênh em và một số anh em đã gắt quay rất là nhiều lần rồi. Thì má Tư cũng đã xác nhận khu đất này rồi, cũng đã xác nhận nhiều lần khu đất này và hình ảnh này đúng sự thật rồi. Thì anh em cũng đã đến đây trực tiếp để ghi hình cho cả nhà cùng xem nha. Và đây là cái lối mòn này là lối mòn dẫn đi vào khu đất. Và hôm nay mình cảm giác là có ai đó đang phát quang cái khu đất này để cho nó đẹp hơn. Chứ ngày trước mình đi vào thì đây nó rất là hoang tàn cả nhà ha. Cây có một sùm. Phía trước mình là một cái bàn thông thiên để cúng kính. Đó, cậu Năm ha. Đây, phía đất đây cả nhà ha, khu đất đây. Bên hông là vị trí đất. Một khu đất rộng 2.000m². Tính theo giá thị trường thì khu đất này cũng có giá trị rất là cao nếu mà không vướng vào quy hoạch. Định giá xung quanh thì thấy là khoảng tầm 50-60 triệu m², thì tính ra giá trị cũng rất là khủng với cả nhà ha, số tiền tỷ trở lên. Thì hôm nay bên phía tòa án và bên phía chị Hồng Loan sẽ có những biên bản ghi nhớ về cái vụ kiện này, về những cái thông tin này và để làm những cái bằng chứng sau này cả nhà. Và đây là cái lối mòn chúng ta đi ra. Lối mòn này là dẫn đi ra ngoài đường, ngoài đường chính. Thì hôm nay là khoảng tầm 9 giờ thì bên phía chị Loan, phía cô Sáu và phía bên tòa án cũng như là cơ quan nhà nước sẽ đến đây để thẩm định, để làm rõ vấn đề liên quan đến đất này. Và đường đi vào thì các anh chị cũng đi vào đường này thôi, đi chung với đường này vào cả nhà ha. Và kênh em cũng sẽ cập nhật liên tục để gửi đến cả nhà những cái thước phim về buổi thẩm định hôm nay. Cả nhà cũng nhớ đón xem và ủng hộ và chia sẻ cái video về cái mảnh đất này. Đây là phía trước của khu đường cả nhà, một đoạn đường nối liền đường đại lộ Phạm Văn Đồng. Kế bên là một cái đường ray xe lửa bắc xuyên ngang sông luôn. Đây là khu vực thuộc cầu Gò Dưa, thành phố Thủ Đức, phường Linh Đông. Bên sông cũng đẹp, nhà bên sông có những cái nhà biệt thự đẹp cả nhà, những cái chòi, những cái quán tuyệt vời nha. Đây là phía ngược lại của lối đi vào.